Sau một đêm thức dậy thì hỡi ôi trắng xóa. Tối hôm qua ngủ tuyết rơi rất là nhiều. Sáng thức dậy thì nguyên một màu trắng. Nhưng mà có vẻ là vẫn chưa phải là nhiều lắm đâu. Cái này chỉ mới là khởi đầu của mùa đông thôi. Nhưng mà thấy cũng hơi phê phê rồi. Bây giờ thì mẹ đưa Út Ri đi đến trường, còn mình thì chuẩn bị đi làm. Vô xe ngồi thì nhìn chả thấy gì hết, tại vì tuyết rơi che kín hết cái kính rồi, không thấy gì hết luôn. Rồi ở trong xe thì lạnh buốt luôn. Bây giờ phải mở sưởi, mở máy mở sưởi rồi gạt kính ra mới chạy được thôi. Đó, trời ơi, coi kìa. Thấy gì chứ, lạnh quéo quèo quèo luôn. Trời ơi, lần đầu tiên luôn mới thấy luôn. Thôi, đi làm thôi.